Một số khán giả xem video ở trên kênh YouTube của Mark One có ý kiến cho rằng là có vẻ như kênh hơi thiên vị một chút cho anh em làm về thiết kế này, làm đồ họa này, bởi vì là cứ con MacBook nào hoặc là con Mac Studio nào ra thì cũng đều là phải có một phần dành cho anh em thiết kế, là xem máy có mạnh hay không, màn hình đẹp hay không, hơi thiên vị đúng không nhỉ? Vậy thì hôm nay lại là một video nữa, một sản phẩm nữa dành cho anh em làm thiết kế, đó là một chiếc màn hình ở đây mình đang có, đó là màn hình PA278CV đến từ nhà Acer. Chiếc màn hình này có gì đặc biệt? Hãy cùng mình bắt đầu ngay vào video và tìm hiểu nhé. Trước đây mình có giới thiệu về một chiếc màn hình ở trong video Mac Studio, đó là Apple Display. Một chiếc màn hình rất tốt, rất toàn diện. Nhưng mà có vẻ anh em không chú tâm lắm với cái màn hình này, bởi vì cơ bản thì giá nó cũng rất là cao, mình cũng thấy như thế. Và video ngày hôm nay sẽ mang đến một sự lựa chọn ngon bổ rẻ hơn cho anh em. Một chiếc màn hình đến từ nhà Acer với mức giá chỉ là 10.390.000 ở trên web chính thức của Mark One. Và ngoài ra còn có thêm chương trình siêu sale mùa hè nữa, có thể giá sẽ xuống dưới 10 triệu luôn. Thì đây sẽ là một sản phẩm rất là tốt đấy nhá. Yếu tố giá thì mình đã nói ở bên trên. Vậy thì với 10 triệu đồng như thế, chúng ta sẽ có lại được những cái gì? Đầu tiên thì hãy nói về cái thiết kế bên ngoài của chiếc màn hình này. Mình thấy đây là một chiếc màn hình gần như là chuẩn để cho mọi người để làm việc luôn đấy, chứ không phải là một cái màn hình để chơi game. Đập vào mắt mình đầu tiên ở đây sẽ có một cái thanh thước rất là dài ở cái phần viền dưới như thế này. Dù cho viền dưới có vẻ hơi dày một chút bởi vì có thêm thiết kế chiếc thước nữa, cũng như là một số các cái phím tắt tùy chỉnh cho chúng ta, có thể tiện dụng để tùy chỉnh tùy theo nhu cầu của chúng ta nhé. Nhưng mà ba cái viền còn lại ở bên trái, bên phải và bên trên thì mình thấy là tương đối mỏng. Trong cái tầm giá như thế này thì mình thấy đây là chiếc màn hình có cái viền không phải là quá lớn, nó vừa phải để mình cảm thấy được cái độ mỏng của nó và cũng đủ dày để mình cảm nhận được cái sự chắc chắn của chiếc màn hình này. Phía dưới đáy của màn hình chúng ta sẽ có các cái phần cổng kết nối. Ở đây thì mình thấy là có rất đầy đủ các cổng kết nối luôn, có 4 cổng USB, DisplayPort chúng ta có 2 cổng HDMI luôn và jack cắm tai nghe 3.5. Cùng với đó sẽ được bonus một cái USB Type-C nữa, có thể xuất được hình ảnh luôn nhá. Về cái phần bên trên này thì rất là ok rồi. Còn một cái điểm rất lý thú ở trên cái màn hình này nữa, đó là phần chân đế và phần nào, là một cái rất thú vị luôn. Gọi PA278CV là ông vua thoát pressing bởi vì nó có thể né được ở mọi tư thế, ngẩng, cúi, quay trái, quay phải, nâng cao hay là hạ xuống đến tận đáy. Mọi tư thế làm việc của chúng ta thì chiếc ProArt này đều có thể đáp ứng được rất dễ dàng nhờ có ngàm V ra và chân đế xoay ở bên dưới nữa. Rất nhiều điểm cộng như thế, đáng khen, nhưng vẫn có một cái điểm chê mà mình muốn nói đấy ở trên chiếc màn hình này. Với cái chất liệu làm bằng nhựa như thế này thì chúng ta vẫn chưa có được một cái build máy tốt nhất có thể và chưa phải là xịn sò nhất. Nếu như nhìn kỹ vào chiếc màn hình ProArt 27X này vẫn chưa toát lên được cái sự tinh tế và quá là cao cấp. Nhưng mà thôi, vốn dĩ thì chúng ta vẫn tập trung nhiều hơn vào hiệu quả công việc. Vì vậy chúng ta sẽ sang ngay về cái phần chất lượng của cái màn hình này nhá. Trong số những chiếc màn hình ProArt của nhà Acer thì PA278CV là một chiếc màn hình có độ phân giải là WQHD hay quen thuộc hơn chúng ta có gọi là 2K. Với độ phân giải này thì rất tốt cho những người làm công việc từ nghiệp dư cho đến mức đồ họa là khá rồi đấy nhá. PA278CV khẳng định cho mình rằng đây không phải là màn hình gaming mà là màn hình sinh ra để làm việc. Với tần số quét của nó chỉ là 75Hz. Tất nhiên nghe thì không xịn sò như 144Hz hay là 240Hz, nhưng để phục vụ cho công việc thì mình thấy là rất là đủ cho anh em rồi nhá. Ngoài ra nữa, chất lượng màn hình của nó cũng rất là thích hợp với cả những chiếc MacBook Pro hay là E13 inch, bởi vì là cái tần số quét ở trên Pro và E13 inch cũng chỉ là 60Hz thôi, nên là khi mà chúng ta cắm với cái màn hình này chúng ta cảm nhận được cái sự mượt mà rất là rõ khi mà kết hợp với cả macOS nữa. Với tấm nền IPS LCD, PA278CV cho chúng ta thông số gam màu của chiếc màn là sRGB 100%, giải màu cũng rất là cao với 100% và độ sai màu delta E chỉ là dưới 2%. Dù cho đây là một chiếc màn hình có độ phân giải là 2K, tuy nhiên vẫn không thể tránh được cái việc là màn hình có một số các cái điểm rỗ. Khi mà chúng ta nhìn gần vào đây, chúng ta thấy rất là rõ các điểm rỗ này. Nhưng mình nghĩ là đối với cả một chiếc màn hình 27 inch như thế thì mình nghĩ là cái khoảng cách làm việc của mọi người so với cả cái màn hình này cũng khá là cao, nên là chúng ta sẽ không thể nhìn được cái điểm rỗ này từ khoảng cách xa như thế đâu. Nhưng mọi người cứ yên tâm nhá, Acer rất là biết cách chăm chút cho người dùng. Như ban nãy mình có nói về cái sự tinh tế của cái chiếc thước này, rất là tiện lợi cho việc làm việc. Còn về công nghệ thì sao? Ở trên màn hình này thì có thêm cả công nghệ là giảm độ nhấp nháy màn hình và low blue light để cho chúng ta đỡ bị tiếp xúc nhiều với cả ánh sáng xanh. Đối với cái công việc làm thiết kế mà phải làm việc rất là nhiều, rất là lâu ở trên cái màn hình như thế này thì có thể rất là hại mắt. Nhưng với cái công nghệ low blue light sẽ giúp cho chúng ta có thể ít bị mỏi mắt hơn và đỡ bị hại hơn cho mắt khi mà làm việc trong thời gian dài. Về hình ảnh thì rất là ok rồi. Còn về âm thanh thì sao? Bây giờ mình sẽ bật thử một bài nhạc lên cho mọi người nghe nhá. Đó là chất lượng âm thanh ở trên chiếc loa của màn hình PA278CV này. Và khi mà mọi người nghe xong, chắc là mọi người có ý kiến giống mình rằng loa của nó như... Trời ơi,
Loa của chiếc này thực ra thì bây giờ trang bị lên trên này nó cũng là một cái điều đương nhiên phải có. Bởi vì là các hãng thì đang cạnh tranh nhau nên là có thêm cái loa vào cũng là một cái lợi thế. Tuy nhiên nếu mà để dùng chiếc loa này mà sử dụng để giải trí thì mình nghĩ là không. Khi mà mọi người cắm vào trên MacBook này thì tốt nhất là nên sử dụng loa trên MacBook, giải trí của nó sẽ tốt hơn nhiều. Còn loa của chiếc này thì nói chung giống như Mac Mini nhưng mà coi như là chụp điếc thôi. Được rồi, đó là một vài phần chia sẻ của mình về chiếc màn hình PA278CV đến từ nhà Asus. Nhìn chung thì đây là một chiếc màn hình rất là ok khi mà chúng ta dùng chuyên tâm để làm việc. Còn nếu mà để giải trí thì có lẽ là cần phải thêm các cái phụ kiện nữa thì chiếc màn hình này mới trở nên hoàn hảo được. Nếu như mọi người đang sử dụng một chiếc MacBook và cần cắm ra màn hình ngoài để hiển thị hình ảnh tốt hơn thì đây chắc chắn là một sự lựa chọn rất ok đấy nhá. Nếu đã chi mừng chiếc màn hình này rồi thì click ngay vào link bên dưới và lựa chọn em nó cho mình thôi. Còn nếu mọi người có thêm thắc mắc gì xung quanh cái chiếc màn hình này hãy để lại ý kiến bên dưới phần comment nhá. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.